Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Dương Ngọc Liên, chú thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật. Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Liên đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia. Trong thời gian này, Liên đã sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên để tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất cân đối về tài chính, đồng thời lập ra 27 dây hụi khống chế để tiếp tục chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng của hụi viên.